Nếu mình thua thì không có ai, nếu mình thắng thì có nhiều người. Đó là số phận của người đàn ông. Khi thất bại thì phải tự nói với mình, khi thua mới là thử thách. Phải tự an ủi mình, thất bại là hương vị của cuộc sống. Mình bỏ thì mất rồi. Sự thật là không có sự nghiệp trải đầy hoa. Sự thật là sự thất vọng tiếp nối thất bại. Hãy cùng Trịnh Sư Phụ tìm hiểu câu chuyện của Tim Phạm trên sàn đài bác sĩ chuyên nghiệp của thế giới. Đầu tiên, hãy nghe Tim Phạm tự giới thiệu về mình. Em là Tim Phạm, bác sĩ bác sĩ chuyên nghiệp. Em là 32 tuổi và em bắt đầu tập cái môn boxing là vào 18 tuổi. Trước đó em tập Muay Thái và wrestling, sau đó em chuyển qua môn boxing. Ở Việt Nam có nhiều món ăn ngon mà em thích ăn phở và hủ tiếu Nam Giang. Cái quán em thường đi ăn là nó gần nhà, nó gần chợ Phú Thọ. Sinh ra và lớn lên ở Đức nhưng Tim Phạm rất gắn liền với văn hóa của Việt Nam. Bác sĩ là idol của em là Vasily Lomachenko. Em học cái kỹ năng của Lomachenko là footwork. Và của thằng Tank Davis là em học cái flyhook. Tuy ở Đức nhưng luôn theo dõi các võ sĩ nước ngoài gốc Việt khác thi đấu ở đấu trường quốc tế như Cung Lê. Martin Nguyễn. Ben Nguyễn. Thanh Lê. Phần lớn thi đấu MMA mà chưa có ai đấu boxing. Em muốn đi với cái môn boxing tại vì em thấy không có người Việt Nam ở nước ngoài chơi cái môn boxing. Nên Tim Phạm quyết định thi đấu cho boxing Việt Nam. Nhưng có chuyện không may. Tim Phạm bị dính chấn thương sút vai ngay từ đầu hiệp 1 của trận đấu đầu tiên của sự nghiệp. Em không muốn bỏ. Tại vì em tập quá nhiều. Tim Phạm tiếp tục duy trì thi đấu và có được kết quả hòa. Thất vọng nhưng không muốn thất bại, Tim Phạm tiếp tục thi đấu cho giấc mơ vô địch của mình. Nhưng lần này lại gặp một đối thủ quá mạnh và phải lãnh lấy thất bại đầu tiên trong sự nghiệp. Cái ngày đó thì em thua thôi. Tại vì lâu chịu trong boxing là mình thắng hoặc mình thua, rất là không sao. Để tiếp tục thì chỉ có chấp nhận thất bại, đối diện với thất bại và sửa sai. Thắng nó không có thử thách, thua mới thử thách. Đã là võ sĩ thì ai cũng có giấc mơ vô địch, cho đến khi sự khắc nghiệt của sàn đài đến và thử thách. Nhưng Tim Phạm hiểu đây là thử thách. Mình đấu thua thì có nghĩa là mình tập sai. Mình tập sai thì mình sửa. Suy nghĩ sai thì sửa đã giúp Tim Phạm tiếp tục thi đấu với chuỗi chiến thắng 13 trận liên tiếp và quyết định lập nghiệp sự nghiệp boxing thi đấu tại Việt Nam. Tương lai như thế nào thì chỉ có thời gian mới trả lời. Nhưng nếu biết sai mà sửa, chắc chắn tương lai sẽ hứa hẹn. All day, every day.